Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam ngày 13 tháng 10, chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đến thăm một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân. Đến thăm công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chúc mừng doanh nghiệp tuy gặp nhiều khó khăn do Covid-19 nhưng đã đạt được kết quả quan trọng trong sản xuất kinh doanh cũng như công tác phòng chống dịch tại cơ sở. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, với tình hình hiện nay, doanh nghiệp cần nhanh chóng tìm kiếm và kịp thời nắm bắt các cơ hội phát triển trong lĩnh vực dệt may, đồng thời bày tỏ tin tưởng với kế hoạch và chiến lược phát triển bài bản, doanh nghiệp sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới trong tương lai. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Fujikura Automotive Việt Nam, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng động viên doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực vượt khó, đóng góp vào nền kinh tế của thành phố, đồng thời ghi nhận các đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp về các vấn đề tiêm vaccine, kịch bản ứng phó phòng chống dịch và khẳng định quan điểm của lãnh đạo thành phố hiện nay là hết sức quan tâm đến các vướng mắc của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ của địa phương, doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực phòng chống dịch tại nơi làm việc với quy trình hết sức chặt chẽ, làm cơ sở để đảm bảo vừa sản xuất an toàn, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Thăm và chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Foster Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá rất cao các kết quả sản xuất kinh doanh và các biện pháp phòng chống dịch của đơn vị trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh doanh nghiệp cần tiếp tục phát huy những mặt làm được, nỗ lực hơn nữa để khắc phục những khó khăn, thách thức, đạt được thêm nhiều kết quả tích cực, đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.